Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp tục cái phần là các bản vẽ trong hệ thống điện nhẹ của chung cư. Thì ở cái video hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đọc bản vẽ về cái hệ thống CCTV Closed Circuit Television, đó là hệ thống camera. Thì hệ thống camera thì nó có hai dạng hệ thống. Thứ nhất là hệ thống camera IP và hệ thống camera analog. Thì mình sẽ tập trung hướng dẫn cho các bạn trước cái phần camera IP. Thì hiện nay thì cái xu hướng hiện giờ á, thì đa phần á, các công trình lớn á, hiện tại họ đang là thiết kế theo hệ thống camera IP hết. Thì giá thành của hệ thống camera IP hiện giờ nó giá nó cũng không quá cao so với cái thời điểm mà hồi xưa camera IP mới ra, thì cái giá thành so với trên là analog rất là cao. Thì hiện tại thì các công nghệ nó đang là rất là phổ biến nên camera IP hiện giờ giá thành nó bắt đầu là giảm để đáp ứng được cái xu hướng hiện giờ. Thì thông thường các công trình nó sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế IP hết. Thì ở đây có một cái công trình là chung cư mình thiết kế, thì chủ đầu tư họ yêu cầu là thiết kế IP. Lúc đầu tiên mình thiết kế là analog thôi, thì sau này họ nói là thiết kế analog thì giờ nó đã lỗi thời nhiều rồi, họ yêu cầu mình chuyển đổi sang IP. Thì mình sẽ hướng dẫn trước cho các bạn cái phần IP. Thì để mà đọc hiểu được bản vẽ, các bạn phải đọc được cái symbol legend là cái phần ghi chú ký hiệu của nó. Thì ở đây các bạn chú ý cho mình cái phần ghi chú ký hiệu nó này. Thì các bạn có ba cái chủng loại cam trong công trình. Thì chung cư thì thông thường mình sẽ sử dụng là camera thân IP để lắp đặt ở các khu vực tầng hầm, camera dome IP thì để lắp đặt ở khu vực hành lang sảnh thang, camera trong thang máy, màn hình LED đầu ghi hình và các thiết bị thu phát trong tín hiệu thang máy. Thì đối với các công trình khác đó, nó có thể là có camera BTZ này, camera 360 độ này, rồi nó có nhiều cái loại khác nhau. Ở công trình này chung cư thông thường nó chỉ có ba dòng cam này là chính. Thì khi mà ghi chú ký hiệu, các bạn chú ý cho mình các thông số này. Thứ nhất là 20 megapixel này, độ phân giải của nó này, IR là khoảng cách của nó này, khoảng cách quan sát của nó lên đến 35 mét này. Cái lens này các bạn có thể lựa chọn là lens cố định hoặc là lens di động. Lens cố định thì thường nó có sẽ khoảng là lens 40 ly. Các công trình nào mà các bạn là biết được cái khoảng cách quan sát và các bạn biết được cái đối tượng các bạn cần quan sát đó, thì các bạn chọn lens cố định cho giá thành nó rẻ. Mà thông thường mình sẽ chọn cái lens cam di động. Lens cam di động là để chi? Để các bạn là khi mà lắp đặt hết tất cả các hệ thống cam lên công trình của bạn rồi tiến hành là setup cài đặt, thì lúc này cái cam này á, người khi cài đặt á, người ta sẽ zoom cái cam đến các đối tượng, zoom cái cam này đến các đối tượng cần quan sát. Cái độ zoom của nó là đảm bảo từ 2.8 đến 12 mm. Thì thông thường cái này là chuẩn nha các bạn. Một số loại cam nó có dòng là zoom từ 2.8 đến 10.5 là các ống kính của nó riêng đó, cái lens đó. Theo mình á, mình khuyên các bạn là khi chọn camera và phần dome với thân này, các bạn chọn cho mình cái độ zoom của nó là từ 2.8 đến 12 mm thôi, là tất cả các hãng hiện giờ nó đều đáp ứng được chuyện đó. Một cái tiêu chuẩn tiếp theo các bạn quan tâm đó là cái phần là 12V DC hoặc là PoE. Thì thông thường á, cam hiện giờ nó cấp nguồn theo PoE nha các bạn, không ai cấp nguồn rời nữa đâu, sẽ cấp nguồn PoE. Thì các bạn lựa chọn switch đi kèm nó là PoE. Và một cái tiêu chuẩn này các bạn phải quan tâm khi thiết kế hệ thống camera đó, chuẩn ONVID. ONVID này là cái tiêu chuẩn giao tiếp chung của hệ thống camera, đó là Open Network Video Interface Forum. Thì các bạn nào mà chưa biết cái phần chuẩn này, các bạn xem lại video lý thuyết của mình á, mình để bên dưới mô tả, mình có giới thiệu và mình trình bày rất kỹ cái phần này. Ở đây mình sẽ không trình bày lại cái phần này cho các bạn. Tương tự cho cái dòng camera dome, nó cũng có các thông số chính như vậy, đó là 2 megapixel độ phân giải này, IR là khoảng cách của camera dome thì nó chỉ là 15 mét các bạn, này là 35 mét, cái này 15 mét. Cái lens này cũng giống nhau thôi, 2.8 đến 12, nguồn là PoE và có chuẩn giao tiếp chung đó là ONVID. Cam trong thang máy tương tự là cam IP dome 15, lens là từ 2.8 đến 12, tiêu chuẩn cấp nguồn là PoE và cũng có chuẩn giao tiếp chung là ONVID. Các bạn lưu ý là chuẩn ONVID này để các bạn chi sau này các bạn thay thế hay các bạn giao tiếp gì, đầu ghi hình có ONVID, camera có ONVID là giao tiếp được với nhau. Khi mà các bạn mà hoặc là nhà thầu hoặc là anh chị em nhà cung cấp nào đó nối camera của mình không giao tiếp được với bạn, thì các bạn kiểm tra lại nếu có ONVID và đầu ghi hình của bạn có ONVID thì chắc chắn camera sẽ giao tiếp được với nhau, không có chuyện là hai camera có chuẩn chung này nhưng mà không giao tiếp được. Các bạn chú ý phần đó cho mình. Cái phần tiếp theo đó là phần màn hình quan sát. Màn hình quan sát thì các bạn có nhiều cái chuẩn loại màn hình khác nhau, các bạn có thể lựa chọn loại là 40 inch, 42 inch. Thì ở đây công trình mình lựa chọn màn hình 55 inch cho nó lớn, màn hình quan sát rõ. Thì thông thường á, các chủ đầu tư nào á, họ muốn là giám sát an ninh hay giám sát vận hành á, thì mình chọn cái hệ thống màn hình cho nó phù hợp. Thì đối với các công trình mà nhà máy á, thì khi mà giám sát vận hành á, các bạn chọn cái màn hình của các bạn sao cho nó rộng để nó chia cái khung hình nó lớn, thì để họ quan sát vận hành khi công nhân hay là ai đó làm việc á, thì họ sẽ xem trực tiếp. Còn đối với giám sát an ninh á, thì họ không phải ngồi xem liên tục được, họ chỉ để đó và họ xem lại khi cần thiết thôi. Nên các bạn chỉ cần chia ra một khung hình bình thường thôi, họ sẽ giám sát cái khu vực an ninh nào đó cần thiết. Giám sát an ninh và giám sát vận hành nó khác nhau như thế nào? An ninh á, thì các bạn kiểm tra khi các bạn xảy ra sự cố hoặc là các cái mất cắp mất trộm gì đó, thì camera an ninh là sẽ xem lại cái phần ghi hình đó, chứ không ai ngồi xem liên tục được. Còn về phần camera vận hành á, hệ thống vận hành á, thì họ sẽ xem liên tục để đảm bảo là công nhân có làm hay không, người này có làm hay không, hay là ngồi chơi hoặc là làm các cái công việc nào đó nó mất an toàn á, thì họ xem cái phần đó, nó gọi là phần giám sát vận hành. Một cái phần tiếp theo đó là phần đầu ghi hình. Đầu ghi hình này nó có nhiều chủng loại nha các bạn. Hệ thống camera mà IP á, nó có hai dạng đầu ghi hình khác nhau. Thứ nhất đầu ghi hình đơn,
Đầu ghi hình đơn thì nó có là các dạng như sau. Thứ nhất là đầu ghi hình 8 kênh, 16 kênh, 32 kênh, 48 kênh, 64 kênh và đầu ghi hình dạng tập trung. Đầu hình dạng tập trung là sao? Các bạn có một cái đầu ghi hình này, các bạn có thể ghi hình nó là từ 1 đến 128 kênh, hoặc là 1 đến 312 kênh, hoặc 1 đến 640 kênh gì đó, tùy vào cái hãng của các bạn. Thì nó sẽ chỉ có một đầu ghi hình thôi. Các bạn mua cái card mở rộng gì các bạn gắn vào thì các bạn sẽ ghi được cái số camera tương ứng. Đó là cái hai điểm khác nhau. Nếu mà camera mà ghi hình kiểu tập trung á, đầu ghi hình kiểu tập trung nó sẽ có giá thành đắt hơn phần ghi hình kiểu phân tán như này, từng đầu ghi hình như này. Nhưng mà cái lợi thế của nó là quản lý tốt hơn thôi. Thì tiền nào của nó cho các bạn. Cái phần tín hiệu tiếp theo là cái phần tín hiệu là thu phát để truyền tín hiệu trong thang máy các bạn. Thì trong thang máy á, nó có ba cái giải pháp thiết kế. Thứ nhất là các bạn có thể là thiết kế theo dạng là cáp đồng trục, là cáp sử dụng trong thang máy các bạn. Và thứ hai là các bạn có thể thiết kế dạng cáp IP. Hiện giờ là hệ thống cáp IP nó đã có rồi nha các bạn. Cáp IP trong thang máy á, cáp mạng á, có loại cáp lụa cho thang máy rồi. Và cách thứ ba là các bạn chọn bộ phát thu. Thì ở đây mình chọn giải pháp phát thu nữa, vào chi tiết mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Sau khi mình hiểu được các cái phần mà ký hiệu ghi chú thì các bạn tiến hành là đọc cái phần nguyên lý chính của mình á, thì mình sẽ bố trí hệ thống camera á, theo cái kiến trúc là chính. Theo kiến trúc chi để các bạn kiểm tra cái khoảng cách này nè, nhớ là cái khoảng cách cáp truyền cho phần camera IP này á, nó chỉ là 90 mét nha các bạn, giống như là hệ thống mạng. Thì các bạn bố trí làm sao á mà cho cái khoảng cách này nè, khoảng cách lúc nãy mình quan sát á, này khoảng cách đây 35 đến 15 là các bạn bố trí sao cho thỏ này. Các bạn có thể mô phỏng nó bằng phần mềm, hoặc là các bạn tính tay thì các bạn có thể tính nhanh bằng cách nè đó, tính nhanh này vùng phủ của nó là như thế nào, và các bạn kiểm tra lại cái phần đó cho mình. Thì thông thường mình hay là kiểm tra phần mềm. Phần mềm thì nó có hai dạng phần mềm. Thứ nhất là phần mềm đơn, các bạn kiểm tra từng con camera, từng góc quay và từng khoảng cách như thế này, hoặc là phần mềm tích hợp. Phần mềm tích hợp thì các bạn kiểm tra nó theo hệ thống. Thì cái phần mà hướng dẫn chi tiết cái phần mềm này mình sẽ làm một cái video hướng dẫn chi tiết riêng cho các bạn. Các bạn cứ lên mạng các bạn search cái phần này trên YouTube, họ cũng có hướng dẫn rất là nhiều cái phần chỉ về cái phần mềm này. Trở lại với cái bản vẽ thì cái lưu ý này á, các bạn bố trí này, mình sẽ giới thiệu cái phần mặt bằng để các bạn dễ nắm. Tương tự như cái phần mà hệ thống âm thanh như lúc nãy á, thì mình bố trí hệ thống camera mình sẽ có cái vùng phủ như thế này. Thì các bạn sẽ xem cái bản vẽ mà chi tiết các bạn thấy nó rõ hơn. Ở đây mình không có in những phần đó. Đây này các bạn. Bạn xem phần chi tiết các bạn thấy cái camera mình bố trí không? Mình sẽ có cái vùng phủ. Và mình tính toán cái khoảng cách này theo catalog nó quy định. Thì thông thường nó sẽ từ 25 đến 35 mét đối với camera dome, đối với camera thân nhé. Còn camera dome là từ 15 đến từ 10 đến 15 mét đối với camera dome. Các bạn cứ bố trí làm sao ở vùng phủ này để thỏa hết này. Thì sau khi bố trí được nhanh như này á, thì các bạn sẽ tiến hành là kiểm tra lại bằng phần mềm. Lúc đó thì các bạn có đủ cơ sở để các bạn giải thích về cái thiết kế của các bạn, nó sẽ nằm trong cái vùng nào, khu vực nào là góc chết, khu vực nào là nhìn thấy rõ nhất. Thì trong này nó sẽ có hết tất tật cho các bạn. Này, nó mô phỏng hết cho các bạn thấy không? Các cái vùng này nè, các cái vùng mà vàng xanh này nè, nó tương ứng với các cái vùng này nè. Đó, các cái vùng này các bạn xem lại cái video chi tiết về lý thuyết cũng giúp mình nha. Mình không trình bày lại phần này vì cái phần này mình đã trình bày rất kỹ rồi. Thì sau khi mà bố trí được hết các cái camera trên mặt bằng như thế này thì mình mới tiến hành là mình cấu hình cho nó cái hệ thống. Thì mình sẽ gom làm sao á, mình kiểm tra cái khoảng cách làm sao á mà từ cái con cam này về cái xích này này nó phải là nhỏ hơn 90 mét, hoặc cái số lượng con cam này nó bao nhiêu để mình chọn cái xích cho nó phù hợp. Giả sử như ở đây mình có số lượng con cam nó là 18 con đi, thì mình sẽ chọn cho nó cái xích là 24 bọt, ít nhất là 24 bọt. Đây này, giả sử như mình chọn hết này, số lượng cam mình cộng lại hết số lượng như này thì mình sẽ chọn được ra nó là xích là 24 bọt. Bạn thấy là 4 này, 5 này, 4 này, 4 4 4 nhân 4 là 16, 16 với 1 là 17, 17 con thì mình chọn nó là 24 bọt. Chọn làm sao cho nó phù hợp thôi. Cứ số lượng cam này các bạn bố trí xong các bạn kiểm tra lại kích thước khoảng cách đến cái vị trí điểm đặt xích á, xong là kiểm tra lại số lượng, xong đó bạn lựa chọn xích. Đó là các cái bước mà các bạn thiết kế cần thiết các bạn kiểm tra. Nhớ là kiểm tra cái khoảng cách của nó trước, rồi số lượng nó bao nhiêu và chọn được xích. Tương tự như bên này cũng vậy thôi, bạn kiểm tra kích thước cáp, số lượng cam, rồi đó chọn xích. Cái khó của hệ thống camera là các bạn chọn cái phần mà thiết bị trung tâm này nè. Còn với kiểm tra cái khoảng cách mà đường truyền này, làm sao cho nó đảm bảo, nếu mà xa hơn 90 mét thì các bạn phải nghiên cứu cái phương án là truyền bằng cáp quang. Thì ở đây mình có một cái phần mà nó xa hơn 90 mét này. Các bạn thấy cái phần cáp cáp này không? Cáp xanh xanh này nào? Đó là cáp kết xấu này. Kết xấu thì các cái tầng này á, từ tầng 5 đổ lại này, thì cái khoảng cách này á nó đảm bảo là dưới 90 mét, thì các bạn truyền cho mình nó là cáp kết xấu hết cho, kết xấu đến xích luôn, và từ xích đi ra camera cũng là kết xấu luôn. Còn từ cái tầng 6 trở lên thì cái số lượng này á, thì cái khoảng cách này á nó lớn hơn là 90 mét, thì lúc này các bạn mới tìm cách là chuyển đổi nó về cáp quang. Thì để mà chuyển đổi nó về cáp quang á,
các bạn phải tính toán làm sao để các chuyển đổi cáp quang này ít nhất để khoản tiền đấy nó giảm nhất nha các bạn, vì cái phần mà phụ kiện cho cáp quang này rất là đắt tiền. Ở đây mình chia một nửa cái phần còn lại này, mình sẽ đặt cái tủ chuyển đổi cáp quang này ở trung tâm các cái tầng còn lại. Để giả sử như ở đây mình sẽ đặt ở tầng 18, thì lúc này mình sẽ chuyển cho nó một cái phần cáp quang về đây, sau đó từ đó mình chuyển đi nó toàn bộ là chuyển về cáp đồng hết các bạn, và chuyển đổi từ cáp quang dưới này lên này. Dưới đây là ship mình sẽ cộng cho nó là khoảng 2 đến 4 hoặc cáp quang. Ở đây mình 4 fiber này, mình chọn nó là 4 SFP, sau đó lên này mình chuyển nó là 4 SFP, chuyển đổi sang cái này. Sau đó mình tiến hành mình chuyển đổi từ cáp đồng này này, từ cáp đồng các phân phối ship này này đến các cái ship còn lại là dưới 90 m. Thì cái giải pháp này á đảm bảo cho mình là khoản tiền mình đầu tư nó ít nhất mà hệ thống nó hoạt động hiệu quả. Bạn lưu ý cái phần khó là phần như đó, nhiều khi các bạn thiết kế các bạn chọn cáp quang hết, chứ các bạn phan là đường cáp trục này là toàn bộ cáp quang hết thì ai chả làm được chuyện đó, nhưng mà giá thành của bạn đầu tư nó một cục thiệt lớn như này thì cái giải pháp của bạn sẽ không hiệu quả. Bạn phải tìm làm sao, tính toán làm sao mà để đảm bảo là giá thành đầu tư của bạn thấp nhất và hệ thống của bạn ổn định nhất thì thiết kế của bạn nó mới hay được. Thì mình lưu ý cho các bạn phần đó. Nhớ là các cái chung cư cao tầng á thì cái khoảng cách này rất là xa, nên các bạn phải bố trí các cái tủ tủ phụ cho nó. Tủ phụ ở đây mình bố trí cả công trình này có 2 tủ phụ, sau đó mình chia các tín hiệu ship nó về. Còn cái phần mà bố trí số lượng cam này này rồi tính toán cam này nó không có gì là khó hết, các bạn cứ xem các video lý thuyết của mình đó, mình hướng dẫn hết rồi. Các bạn bố trí, các bạn mô phỏng phần mềm thì các bạn sẽ được cái số lượng đó như đó. Mình chỉ lưu ý cho các bạn là cái phần tính toán cáp trục này là nó khó thôi, với một cái phần là thang máy thì ở đây mình bố trí nó là phần bộ phát thu này. Các bạn thấy bộ phát thu không đó, thì các bạn chọn làm sao tín hiệu nó là bộ phát bộ thu thôi. Thì một số công trình khác đó, mình chọn theo tín hiệu dạng cáp đồng trục, thì nó tùy vào công trình các bạn mà chọn thôi. Và một cái lưu ý nữa là khi mình chọn hết tất cả các số lượng cam như này á, mình tiến hành mình chọn cái đầu ghi hình như này. Cái đầu ghi hình là một cái rất quan trọng này. Sau khi các bạn tính được số lượng cam này này, các bạn thống kê lại số lượng cam cho mình. À, mình sẽ thống kê số lượng cam này. Phải thống kê nha, thống kê các bạn mới để làm chi? Nhất là để các bạn chọn đầu ghi hình. Thứ hai là để các bạn tính chọn UPS. Thì số lượng cam này á, mỗi cam nó tiêu thụ bao nhiêu công suất, rồi bao nhiêu đầu ghi hình. Thì bạn cộng hết lại, các bạn sẽ có được một con số công suất tổng. Sau đó bạn tính UPS cho nó phù hợp và tính cái số lượng đầu ghi hình. Sau khi có được khối lượng đầu ghi hình các bạn mới tính chọn màn hình cho nó phù hợp. Đó là các cái khó trong cái hệ thống camera. Ở đây mình có thống kê cho các bạn này, tất cả tăng tập block 1 là mình có 179 con cam, block 2 mình có 184 con cam. Bạn chia làm sao mà các block này các số lượng cam nó gần bằng nhau nha các bạn. Sau này mình đi cáp rồi cho dễ, tránh trường hợp các bạn chia một block này quá nhiều và block này quá ít đi, thì đi cáp lên nó trên lệch nhìn rất là xấu và nó không hoạt động hiệu quả nữa. Thì sau khi mà chọn được hết này các bạn thấy cộng lại không, cộng lại nó có khoảng là trên 350 con cam. Thì lúc này mình mới chọn đầu ghi hình, mỗi đầu ghi hình là 32 kênh. Thì ở đây mình chọn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 đầu ghi hình. 12 nhân 32 nó sẽ lớn hơn cái số này đó, các bạn tính là sao cho lớn hơn số đó đó. Một cái lưu ý nữa, đối với công trình các bạn mà nhiều tiền á, có estimate của các bạn, chi phí đầu tư ca bắc của các bạn lớn, thì các bạn chọn cho mình là cái giải pháp này là đầu ghi hình tập trung cho mình. Thì mỗi đầu ghi hình này, một đầu ghi hình này có hỗ trợ lên đến 640 camera gì đó, tùy vào hệ thống, có thể hệ thống nó hỗ trợ lên cả ngàn con camera. Thì lúc đó mình chỉ có một cái đầu ghi hình duy nhất thôi, hệ thống mình rất là gọn, nhưng mà cái giá thành nó rất là cao. Nếu mà các bạn không có tiền á, thì các bạn chọn từng đầu ghi hình riêng rẻ này cho mình. Đầu ghi hình riêng rẻ này á, thì nó quản lý về cái phần hình ảnh này nó không hay bằng cái phần kia. Bạn có thể chuyển đổi các cam này nó không có tốt bằng cái đầu ghi hình tập trung, đó là cái phần ưu và nhược điểm của nó. Nhưng mà giá thành ngược lại, giá thành của cái phần đầu ghi hình đơn này nó rất là rẻ, rẻ hơn cái phần kia rất là nhiều. Thì sau khi mà chọn được cái đầu ghi hình này, các bạn tiến hành là chọn con cái phần mà màn hình cho mình. Bạn thấy màn hình không, một cái đầu ghi hình này bạn chia ra là khoảng là 32 kênh, là 32 con cam, bạn chia ra 32 cái khung hình. Thì để mà chia ra 32 khung hình, các bạn chọn ít nhất cho mình là phải màn hình là 55 inch nha các bạn. Còn màn hình mà 43 inch các bạn chia khoảng 16 khung hình thôi, bạn chia nữa là cái khung hình rất là nhỏ. Thông thường mình sẽ chọn 32 kênh cho một màn hình 55 inch, thì các bạn cứ tính toán như đó. 16 kênh thì một màn hình là 40 inch hoặc là 43 inch, thì tùy các bạn lựa chọn. Thì cứ mỗi đầu ghi hình là một cái màn hình, à, không, 12 đầu ghi hình là 12 cái màn hình. Thì sau khi được chọn hết tất cả những thứ này, bạn chọn tính hết công suất này, bạn chọn một cái nữa là cái phần UPS. UPS các bạn tính làm sao cho nó phù hợp. Phần cáp thì các bạn không có gì khó rồi, cáp thì các bạn cứ chọn cái xấu thôi, cái xấu cho cáp cam rồi cáp này cáp quang. Trong này còn gì để lưu ý không ta? Những cái thắc mắc nào mà các bạn không hiểu về hệ thống này á, các bạn comment bên dưới đi mình giải đáp cho. Ở đây mình chỉ tập trung mình nhớ cái gì là mình giới thiệu cho bạn cái đó thôi. Nhiều khi các bạn những cái thắc mắc liên quan đến hệ thống camera, bạn không biết, không rõ về cái phần đó, các bạn cứ mình dặn comment, mình sẽ giới thiệu hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Thì khi mà các bạn nghiên cứu kỹ á, thì các bạn sẽ thấy được những cái thắc mắc lúc đó để mình giải đáp nó mới hay. Ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái băng vẽ mặt bằng này. Các bạn khi mà bạn thiết kế, các bạn nhớ đánh số này nha. Đánh số này đó chị. Sau này con cam của bạn á, bạn sẽ
thi công họ sẽ đánh số này, họ dán nhãn label này, sau khi nó sai khác gì đó, cáp này có dán nhãn, số này có dán nhãn, trên tủ có dán nhãn, thì lúc đó khắc phục sửa chữa sự cố rất hay. Thi công thì nó hơi cực, nhưng mà trong spec các bạn phải ràng buộc là cam có đánh số rõ ràng, cáp cho cam đánh số rõ ràng, tủ đến cáp, tủ mà cho cam á phải có label, có patch panel đường hòn, thì lúc đó là cái hệ thống của bạn nó sẽ đúng cái quy chuẩn tiêu chuẩn. Thì đó, thì sau này các bạn sửa chữa update mở rộng nó rất là dễ dàng. Tương tự cho các cái tầng khác, các bạn cứ bố trí vậy thôi. Cam thì bố trí rất là dễ, bố trí xong thì các bạn mô phỏng lại thôi, không có gì khó hết. Ở đây mình chỉ giới thiệu cho cái phần chính là phần nguyên lý thôi. Khi mà các bạn hiểu nguyên lý này, cái này vẽ này không bao nhiêu thời gian hết, vẽ thì vẽ theo kinh nghiệm của các bạn nữa. Nhớ là bố trí cam ở các khu vực là phải theo kiến trúc này nha. Cái bố trí cam này nó phải, các bạn phải hiểu được cái vận hành của công trình của bạn, các bạn bố trí được lối ra vào nó ở những khu vực nào cần cam, khu vực nào là lối thoát hiểm, khu vực nào là nguy hiểm, thì các bạn phải bố trí phụ thuộc chính vào cái kiến trúc của các bạn và cái khả năng tiếp nhận được cái thông tin về an ninh, cái lối vào ra, lối ra an ninh của công trình của các bạn nữa. Các bạn có bố trí camera nó khó ở điểm đó, ngoài cái các cái tiêu, ngoài các yếu tố kỹ thuật này, rồi các cái khoảng cách của cam đó, thì các bạn phải hiểu được cái công trình của bạn, bố trí cam nó mới phù hợp. Đó là vừa rồi mình đã giới thiệu hết được cho các bạn là cái phần camera rồi. Phần này nó không có gì khó nhiều, nó khó là chỉ có là cái phần là tính toán và bố trí làm sao cho nó phù hợp và tiết kiệm nhất thôi. Thì các bạn chú ý lại giúp cho mình cái phần trục chính này thôi, còn cái thông số này không có gì khó hết. Thì hôm sau mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn cái phần camera analog và mình so sánh giữa hai cái phương án đó, nó có khác biệt và ưu nhược điểm như thế nào. Thì ở video hôm nay mình sẽ dừng cái video lại ở đây. Các anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh á thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, like và share các video trên kênh giúp mình. Thì trên kênh mình sẽ chia sẻ thêm rất nhiều các video liên quan đến hệ thống điện nhẹ và các hệ thống trong EMI. Thì các anh chị nhớ đón xem và theo dõi. Xin chào tạm biệt.